Chào mừng quý vị các bạn đến với bản tin của tòa nhà Sao Hồng Parkview. Ở bản tin tuần này, ban quản lý tòa nhà xin gửi tới quý vị các bạn nội dung chính của buổi tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy ngày 23 tháng 1 năm 2016. Kính mời quý vị các bạn đón xem. Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà và nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cư dân, khách hàng đang sinh sống làm việc tại tòa nhà nói chung và các cá nhân trong đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại tòa nhà nói riêng, ngày 23 tháng 1 năm 2016, chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà và lực lượng đội phòng cháy chữa cháy số 2, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội thực hiện công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy tại khuôn viên tòa nhà. Tham gia lớp tập huấn có học viên gồm ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy do ông Đỗ Văn Cường làm trưởng ban, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của tòa nhà, cư dân và khách hàng khối văn phòng với sự giảng dạy hướng dẫn của ông Trần Xuân Linh, giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Sau buổi học lý thuyết dưới sự giúp đỡ của giảng viên và sự phối hợp của đội phòng cháy chữa cháy số 2, các học viên trong đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại tòa nhà đã được thực hành cách sử dụng các phương tiện như bình bột, bình CO2 để dập tắt đám cháy và cách xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra. Tiếp đó, ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy tòa nhà dựng hiện trường cháy tại khu vực căn hộ 507 tháp B. Ngay sau khi có tín hiệu báo cháy về tủ phòng cháy chữa cháy, nhận được thông tin từ phòng trung tâm lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở nhanh chóng tiếp cận khu vực có báo cháy để kiểm tra và đánh giá mức độ đám cháy, sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà khống chế để đám cháy không lan rộng, đồng thời báo cáo đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của tòa nhà và gọi điện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp công an thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại tòa nhà với hai xe cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn nhanh chóng tiếp cận khống chế đám cháy. Đội cứu hộ cứu nạn tiếp cận khu vực cháy, hướng dẫn và cứu hộ con người thoát khỏi khu vực cháy an toàn. Sau buổi tập huấn, ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy đã có buổi họp rút kinh nghiệm cho công tác phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà. Đây là buổi tập huấn có sự chuẩn bị nghiêm túc về người cũng như trang thiết bị cho phòng cháy chữa cháy. Buổi tập huấn là dịp để đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của tòa nhà nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Vừa rồi trên hình ảnh các đồng chí có thể thấy được rằng là quá trình thiết lập phương án thì trước hết đánh giá là cái phương án này rất là sát thực tế về cái việc thời gian xe cháy đến nơi cũng như là hoạt động triển khai, và chúng ta thấy rằng là sau khi xe cháy đến nơi thì rất nhanh chóng đã tiếp cận được tầng 5 và cứu được các nạn nhân với cái thời gian rất là nhanh và đảm bảo an toàn. Và cá nhân tôi đánh giá rằng đây là một trong những hoạt động rất thiết thực và rất bổ ích, và đối với chung cư tòa nhà, đặc biệt là các dân cư ở tòa nhà cần được biết về những kỹ năng này. Chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay hầu hết cư dân trong tòa nhà hầu như là thiếu được những kiến thức về cách xử lý khi có cháy xảy ra. Việc diễn tập này cũng một phần là nâng cao ý thức hơn nữa về cho cư dân tòa nhà biết được rằng là khi xảy ra cháy chúng ta phải làm gì và hoạt động như thế nào. Không ai mong muốn nhưng nó sẽ rất thiết thực để cho chúng ta có thêm những cái kỹ năng, và khi có thực tế xảy ra chúng ta sẽ bình tĩnh, không bị hoảng loạn, không bị mất bình tĩnh, làm theo những cái bản năng và đôi khi hậu quả rất là lớn. Kính thưa quý vị các bạn, với tinh thần xây dựng chung, ý thức trách nhiệm và sự hợp tác của quý cư dân và khách hàng tại tòa nhà trong buổi công tác phòng cháy chữa cháy, buổi tập huấn đã diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp. Ban quản lý tòa nhà xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.